Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 6. Như vậy thì trong clip trước ở cái bài số 7 tiết 1 phép trừ hai số nguyên, thầy đã quay cho các em phần lý thuyết cũng như là hướng dẫn các em ở bài 196 đúng không nào? Trong clip hôm nay thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho em ở cái bài 197. Tại vì bài 197 rất là dài em, nó gồm có 4 câu và những cái dạng này rất là khó, thực sự là như thế. Ở đây là tìm x thuộc z, biết câu A, câu B, câu C, câu D. Thì dạng này thì bây giờ chúng ta sẽ xem lại giùm thầy ở cái phần ví dụ 26, đặc biệt là ở cái câu câu C và câu D nha. Em tham khảo phần này trước, cái cách trình bày này em thấy nha, đặc biệt là câu D đó, thấy chưa nào? Ok đó, và thầy sẽ làm cho các em xem, được chưa nào? Ok rồi, chúng ta đi sang bài 197A nha. Ta có giá trị đố của x cộng 2 trừ x sẽ bằng 2 ha. Như vậy thì đầu tiên chúng ta, tại vì chúng ta chưa học cái bài chuyển vế và đổi dấu em, cứ chuyển vế là đổi dấu các em chưa học, nên khi mà thầy sử dụng các cái từ nó hơi gọi là lúng túng xíu, thầy sợ dạy trước cái chương trình đó là các em lưu ý này. Cứ chuyển vế là đổi dấu, nghĩa là ở bên đây này, cái giá trị đó của x cộng 2, bây giờ thầy em thấy dấu âm nè, nói luôn này để khi học tới cái bài đấy dễ hiểu luôn. Ở đây trừ x đúng không, ta chuyển ở đây trở thành cộng. Như vậy thì ở đây đáng lẽ thầy sẽ ghi 2 cộng x, thầy nói là này, ngay chỗ đây thầy sẽ ghi là 2 cộng x, nhưng mà 2 cộng x thầy có thể hoán đổi vị trí lại trở thành là x cộng 2, có được không nào? Bước đầu tiên là như vậy. Ok đấy, như vậy thì ở đây chúng ta thấy này, vì cái giá trị đó của x cộng 2 này như giá trị đó của x cộng 2 này như thế nào so với số 0 em, như thế nào so với số 0? Đã là bất kỳ những cái giá trị nào và nằm ở trong giá trị đó thì nó luôn luôn là gì, không âm. Không âm nghĩa là từ số 0 trở lên, nên là ở đây nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 0, nên cái x cộng 2 này nó không sẽ như nào em, nó không sẽ lớn hơn bằng 0 chứ gì nữa, mà x cộng 2 lớn bằng 0 nên từ đây chúng ta sẽ suy ra x này nó sẽ lớn hơn bằng âm 2. Em có hiểu nào? Cái cộng 2 này chuyển qua đây trở thành là âm 2 này, là cái thứ nhất. Nhưng mà khi chúng ta đã có điều kiện này rồi thì ở đây chúng ta cứ hiểu đây là một, khi học tới cái bài này thì chúng ta đừng có nên gạch đầu dòng lần trước, mà công hiểu nhầm là dấu âm nó chết. Khi đó một trở thành cái giá trị đối này, chúng ta bỏ ra x cộng 2 sẽ bằng x cộng 2. Như vậy thì các em thấy x với x này tự triệt tiêu mất bằng 0, 2 với 2 này tự triệt tiêu mất bằng 0, như vậy trở thành là 0 bằng 0. Thầy nói lại này, nếu em chuyển qua thì x trừ x sẽ bằng 0, 2 trừ 2 bằng 0, như vậy cả hai vế đều là số 0, thì chứng tỏ là nó gì, nó là vô số, có vô số mọi số, có vô số mọi số nguyên thỏa mãn bài toán. Và người ta kết luận cuối cùng, vậy x sẽ lớn bằng, thứ nhất điều kiện người ta là x sẽ lớn bằng âm 2, có được nào? Và x ở đây là phải thuộc gì, tập hợp số nguyên là vô số. Ta ký hiệu bằng ký hiệu đây, ký hiệu như này là vô số nha. Vô số mọi số nguyên x thỏa mãn cái bài toán, để cho bất kỳ số nguyên nào thế vào nó cũng đều thỏa mãn hết, có được chưa? Hiểu cách trình bày như nào? Ta đi sang ở cái câu B em nhé. Câu B, quay cái tờ giấy lại. Ok, không phải bài này ai làm cũng được đâu nha, cái bài nào khó thì thầy nói khó, mà cái bài nào nó dễ thì thầy sẽ nói nó rất là dễ, có được không? Rồi bây giờ chúng ta có này, giá trị đó của x trừ 3 cái đề đó bằng, kem chuyển hai cái này qua đổi dấu, ở đây cộng theo cộng theo thì chúng ta chuyển thành là trừ trừ x trừ không, chuyển bên đây thành cộng. Ok, chúng ta lập luận như vậy, vì giá trị x trừ 3
nó luôn luôn như là sau số 0, nó luôn luôn lớn bằng 0, nhớ là cái này. Nên trừ x cộng 3 này nó cũng sẽ lớn hơn bằng 0. Có được chưa nào? Nên ta chuyển cái âm x này này, chuyển âm x này qua bên đây. Âm x chuyển qua đây thì trở thành là x, như vậy x nó sẽ nhỏ hơn. X nó sẽ nhỏ hơn hoặc bằng bằng 3. Có được chưa nào? Vậy bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái giá trị đó ra, x trừ 3 sẽ bằng là âm x, có đúng nào, cộng 3 ở đây. Như vậy thì ở đây cái giá trị tuyệt đối của x trừ 3 thì nó sẽ bằng âm x cộng 3, kèm thế vào chỗ đây, thế vào chỗ 1. À, nghĩa là bây giờ cái giá trị tuyệt đối của x trừ 3 thì chúng ta ghi bằng là trừ x cộng 3 nha. Từ đây chúng ta suy ra là trừ x cộng 3 nó cũng sẽ bằng trừ x cộng 3. Thầy nói lại chỗ đây hơi khó hiểu một xíu. Cái giá trị tuyệt đối của x trừ 3, tại vì ở đây cái điều kiện chúng ta là x nhỏ hơn, x nhỏ hơn bằng 3, nên giá trị tuyệt đối của chúng ta khi đó chúng ta thêm vào trường trước nên ta sẽ ra được là trừ x cộng 3. Như vậy thì trừ x cộng 3 sẽ bằng trừ x cộng 3, nên là từ đây chúng ta cũng suy ra là 0 sẽ bằng 0. Có được chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta cũng ghi là có vô số, có vô số nguyên này, thỏa mãn bài toán. Như vậy chúng ta kết luận tổng ở đây, vậy x nhỏ hơn bằng 3 và x thuộc z, nhớ như vậy nha. Được chưa nào? Ok. Rồi chúng ta sẽ đi sang câu C em nhé. Câu C. Trong 97C, ở đây là chúng ta có giá trị đó của x cộng 1 cộng giá trị x cộng 2 thì bằng 1. Thì em thấy rằng là gì? Giá trị đó của x cộng 1 cộng giá trị đó của x cộng 2 là hai cái số tự nhiên mà có tổng bằng 1, đúng không nào? Nhưng mà chúng ta lập luận như thế này, vì giá trị đối của x cộng 1 và ha, em ghi và giá trị đối của x cộng 2 là hai số tự nhiên có tổng bằng 1, nên gì các em, nên á, một anh này có thể là bằng 0, anh này bằng 1, và ngược lại anh này bằng 1 thì anh này bằng 0. Nghĩa là các em cho cái giá trị đó của x cộng 1 này nó bằng 0 thì giá trị đó của x cộng 2 sẽ bằng 1 và ngược lại. Các em hiểu nào? Như vậy thì trường hợp thứ nhất này, nếu giá trị đó của x cộng 1 mà bằng 0 thì chúng ta chia trường hợp ra như vậy, x cộng 2 này sẽ bằng mấy? Bằng 1. Phần này chúng ta giải ra để tìm x. Thì các em thấy là giá trị đó của x cộng 1 bằng 0 thì các em thấy x này sẽ nên ở đây sẽ là gì các em? Nên x ở trường hợp này sẽ bằng mấy? Sẽ bằng âm 1, là thỏa mãn ở cả hai cái này luôn. Các em thấy âm 1 vô đây thì âm 1 cộng 1 bằng 0, giá trị đó của 0 bằng 0, đúng này. Âm 1 cộng 2, âm 1 cộng 2 thì bằng 1, giá trị đó của 1 bằng 1 cũng đúng. Như vậy cái trường hợp này x bằng trừ 1 thỏa mãn này. Và chúng ta trường hợp thứ hai, hồi nãy cái anh này bằng 0, anh này bằng 0 thì anh này bằng 1, 0 cộng 1 thì bằng 1, đúng chứ nào. Trường hợp thứ hai là anh này bằng 1 thì anh này bằng 0. Như vậy nếu giá trị đó của x cộng 1 bằng 1 thì giá trị đó của x cộng 2 này sẽ bằng 0. Như vậy thì theo em thì cái này x bằng bao nhiêu em? X bằng mấy? X bằng số mấy để thỏa mãn cả hai cái này luôn? Đây các em nhìn đây nè, giá trị đó của x cộng 2 bằng 0 thì x sẽ bằng âm 2. Tại vì âm 2 cộng 2 thì bằng 0, giá trị đó của 0 thì bằng 0, đúng. Các em thấy âm 2 vô đây cũng thỏa mãn, nên ở đây chúng ta thấy x sẽ bằng âm 2. Có được chưa nào? Ta kết luận cuối cùng vậy, x sẽ bằng âm 1 hoặc là x sẽ bằng gì? Âm 2. Nó đều thỏa mãn cái bài 197C. Khi chúng ta gặp một cái bài mà nó có hai dấu giá trị tuyệt đối này ạ, thì chúng ta sẽ làm như thầy. Các em hiểu chưa nào? Đây là bài rất nâng cao và rất khó em nhé. Thậm chí các anh chị lên lớp
chính nha, cũng sẽ gặp hai dấu giá trị đó này. Nhưng mà ở phía bên này á, nó là một cái biến x cộng bao nhiêu đó, chứ nó không đơn giản như của lớp 6. Nhưng mà ngay từ lớp 6 chúng ta học phần nâng cao như này thì chúng ta đã hiểu luôn. Các em hiểu chưa nào? Ta đi sang 197D cuối cùng em nha. Ok, ta có bằng 197D em. Giá trị đó của x trừ 5 cộng x trừ 8 bằng 6. Các em bê cả cái phần này qua bên đây đổi dấu này. Như vậy ra được x trừ 5 sẽ bằng 6 này. Ở đây cộng thì thành trừ x này, trừ thành cộng 8 này. Như vậy giá trị đó của x trừ 5, 6 cộng cho 8 là bằng 14 này, trừ x. Ta lập luận giống như lúc nãy em. Vì giá trị đó của x trừ 5 sẽ bao nhiêu em? Sẽ lớn bằng 0. Nên 14 trừ x nó sẽ như nào? Cũng lớn bằng 0, nên suy ra x này nhỏ bằng 10, nhỏ bằng 14. Nên từ đây chúng ta suy ra cái giá trị đó của x trừ 5 này á, nó phải ra được là trừ x cộng 5 em nhé, trừ x cộng 5. Như vậy thì khi đó chúng ta thế vào chỗ đây 1 này, khi đó 1 nó sẽ trở thành, như vậy giá trị đó của x trừ 5 này thay thế bởi là trừ 5 cộng x nha. Thầy nói trừ x cộng 5, thầy nói là này, cái giá trị đó của x trừ 5 thay thế bởi là trừ x cộng 5 ở đây sẽ bằng là 14 trừ x. Thầy chuyển x một bên và số một bên, như vậy thì đây chúng ta có trừ x, chuyển này thành cộng x, 14 chuyển này qua thành trừ 5. Như vậy trừ x cộng x là bằng 0 x, 14 trừ 5 là bằng 9. Nhưng mà các em thấy có tồn tại một cái x nào đó mà nhân với 0 bằng 9 hay không nha? À không, các em hiểu nào? Vậy nó không tồn tại, không tồn tại một cái x thuộc tập hợp số nguyên thỏa mãn bài toán. Cái bài toán này gọi là vô nghiệm em, nghĩa là không có cái nghiệm nào để thỏa mãn cái này nè, được chưa? Nghĩa là người ta không tìm ra được một cái x nào đó mà nó thỏa mãn theo cái đề bài ở đây. Khi game thế vào mà nó thỏa mãn, nghĩa là chúng ta ngầm hiểu là chúng ta không tìm được một cái số nguyên x nào đó mà khi game thế vào đây mà chúng ta tính toán là để cái tổng phía bên đây mà nó bằng 6 bằng 6 được. Em hiểu chưa nào? Ý là như thế. Những cái dạng này rất khó em. Lên chương trình lớp 7 chúng ta lại gặp về giá trị tuyệt đối tiếp em, và gặp liên tục. Ok, được chưa? Nhưng mà thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho các em ở bài 198 trở đi. Ok, cảm ơn em, bye bye nha. Nhớ đăng ký kênh, nhấn vào chuông cho em nha. Okay.